Ok, chào mừng 200 anh em đã quay trở lại với kênh của mẹ Hùng Bơ Bơ Sharing. Hôm nay Hùng sẽ hướng dẫn cho anh em cách cắt khung và ép size cũng như là uốn quả đầu của layer huyền thoại anh em nhé. Quả đầu này thì nó phù hợp với đại đa số mọi người, từ mặt vuông, mặt tròn, mặt quả lê, tam giác, mặt vuông đều để được hết anh em nhé. Và cái ưu điểm của cái quả đầu này ấy, thì nó giúp thon gọn cái khuôn mặt đấy. Thí dụ những ai mà mặt mà bị trán cao hoặc là trán chữ M, hoặc là những cái người nào mà có cái khuôn mặt kiểu như hình kim cương hoặc là hình quả lê. Đấy, ví dụ như là cái bạn mà trong mẫu này của mình là khuôn mặt của bạn ấy là hai bên thái dương rất là hóp. Đó, hai bên thái dương hóp và cái khuôn mặt, cái phần quai xương quai hàm của bạn ấy khá là to, nên là mình đã chọn cho bạn ấy kiểu tóc layer anh em nhá. Để mà cắt được cũng như là ép size được đẹp quả này ấy, thì bắt đầu bước đầu tiên anh em ta phải đi nói chung là đi dọn cái phần tóc xung quanh đó, phần tóc hai bên size xung quanh, làm sao cho nó gọn gàng vừa đủ anh em nhé. Và cái bước này anh em phải tính toán làm sao cho nó phù hợp, anh em nhớ là phải tính toán làm sao cho nó phù hợp, để khi tí nữa mình ép size xuống ấy, thì nó mình phải tính toán được là nó xẹp xuống được còn bao nhiêu đó. Tránh trường hợp là thí dụ như là rất nhiều anh em comment cũng như là nhắn tin cho mình hỏi ấy, thì là hai bên nó bị xẹp quá nhiều thì làm sao mà khắc phục. Khi mà hai bên ép size nó đã xẹp xuống rồi ấy, thì nó rất khó để khắc phục anh em nhé. Đấy, rất khó để khắc phục. Nên là mình phải tính toán được cái độ lúc mình cắt ấy, nó cắt đi bao nhiêu và để độ dài là tầm bao nhiêu anh em nhé. Khi nó xẹp xuống thì khó mà cứu chữa được đấy. Đó. Nếu như mà nó xẹp ít ấy, thì anh em có thể là lấy cái thuốc số 1, thuốc số 1 dạng kem, thuốc uốn đấy nhá, không phải thuốc duỗi đâu anh em nhá. Anh em trải vào đợi tầm 10 phút thì anh em đi xả lại thì may ra còn cứu được. Còn nếu trường hợp mà đã dùng thuốc duỗi để lâu mà nó xẹp xuống quá nhiều ấy, thì chỉ có bảo khách là đợi trong vòng 1 tuần. 1 tuần là nó đùn cái chân mới ra thì là phù hợp anh em nhá. Đến bước tiếp theo ấy, để mà thứ nhất là mình có một cái đường khuôn viền mai gáy làm sao cho nó đẹp, thì mình phải dùng một cái chấn viền như này anh em nhé. Dùng chấn viền để mình tạo cái đường khuôn viền mai gáy làm sao cho nó thật là đẹp. Đấy. Và trong cái bước này anh em tránh cái trường hợp mà chúng ta để ướt nhé. Đó, tránh trường hợp mà ướt tóc hai bên nó vẫn còn ướt mà anh em dùng chấn viền nhé, thì nó rất dễ là dễ tình trạng là hỏng chấn viền cũng như là han cái lưỡi chấn viền, và nó gây ra cái tình trạng gọi là bị nhay tóc, tóc không ăn anh em nhé. Nên là cái vấn đề đấy rất là cẩn thận, anh em phải để ý giúp mình. Bắt buộc khi mà chúng ta chấn viền hai bên này thì chúng ta nên sấy khô đi một chút. Đấy, nên sấy khô đi một chút. Và anh em phải căn được. Đấy, anh em phải căn được. Phải căn được làm sao? Tùy từng trường hợp nhé. Mình nói đây là tùy từng trường hợp nhé. Từng trường hợp, thí dụ như có trường hợp mình có thể ép cái phần gáy được, có trường hợp là không ép phần gáy được anh em nhé. Nếu như có ép phần gáy thì nó cũng chỉ là tốn thuốc, tốn công vô ích. Đó. Ví dụ như trong cái quả đầu này của bạn này. Đó. Trong cái quả đầu của bạn này thì nếu như chúng ta ép phần gáy ấy, thì nó sẽ làm sao, kết quả là nó vẫn về vị trí cũ thôi. Đó, sau khoảng 1 đến 1 tháng, đó, khoảng tầm 20 ngày đến 1 tháng thì lập tức cái chân tóc ở phần gáy ấy, nó sẽ lại mọc về vị trí cũ anh em nhé. Thế nên là cái trường hợp nào mà gáy nó bị bò liếm hoặc là bị dựng quá nhiều thì tốt nhất là thôi anh em nhé, mình nên cắt xanh xanh lên một chút. Đó, nên cắt xanh xanh lên một chút để tránh trường hợp mà mình cứ đi cu đấm ăn xôi 1 được 2 tỷ đấy, bôi vào cuối cùng ra kết quả nó không ra làm sao đâu. Bởi vì đây là cái kinh nghiệm mình làm nhiều rồi, mà mình vấp nhiều rồi đấy. Thế nên là tránh trường hợp đấy, là anh em cứ tốt nhất là đừng ép
gặp những cái quả đào mà bị bỏ liếm vào hai bên gáy ấy, thì tốt nhất là thôi bỏ, và cái quả đào nào mà nó gáy nó quá là dựng thì cũng là bỏ em nhé. Đấy, sau khi bị ép sai ấy, thì anh em nên dùng một cái giấy quấn thức ăn, anh em quấn vào. Sau khi quấn xong ấy thì anh em bắt đầu đi cắt phần tốp. Thì cái quy trình này của mình ấy, thì anh em cố gắng là xem, và mình làm rất nhiều video, rất nhiều video về những cái thể loại này rồi, thì là anh em cố gắng là mình cố gắng là làm sao mà học được cái quy trình này. Đó, cái quy trình là cái bước đầu tiên mình làm cái gì, bước thứ hai làm cái gì và bước thứ ba làm cái gì. Đó, anh em để ý nhá, nó có quy trình của nó hết rồi. Mình có một cái khoa học, mình có một cái quy trình khoa học ấy, thì thứ nhất là tiết kiệm được thời gian. Đó, thứ nhất là tiết kiệm thời gian, thứ hai là tiết kiệm được công sức của mình phải bỏ ra. Đó, thứ ba là tiết kiệm được chi phí. Đó, chi phí gì ạ? Chi phí về thuốc thang, chi phí về nhân lực. Đó, khi mà chúng ta làm được nhiều, đó, làm được nhiều và tiết kiệm được thời gian, thì đương nhiên là chúng ta sẽ phục vụ được nhiều khách trong lúc đông khách, đúng không ạ? Đó, nếu như mà trong lúc đông khách mà chúng ta tiết kiệm được thời gian thì cực kỳ tuyệt vời, mà vẫn phải tạo được một tác phẩm đẹp nhé anh em nhé. Ở cái phần top này, ở phần top này thì đầu tiên là chúng ta sẽ làm gì? Đầu tiên là mình định hình cái phần khuôn viền trước. Đó, định hình khuôn viền trước xong bắt đầu là chúng ta sẽ bắt lớp tóc lên. Đó, bắt lớp tóc lên. Trong trường hợp này nó tùy từng cái góc nâng một. Đấy, tùy từng góc nâng một, hoặc là tùy từng cái ý đồ của cái người thợ, cũng như là sự mong muốn của người khách hàng, mà chúng ta cắt đi độ ngắn dài làm sao cho nó phù hợp nhất đối với lại vị khách đấy. Đó, nhớ nha, tùy từng hoàn cảnh mà anh em đưa ra cái cách xử lý làm sao cho nó là phù hợp. Nếu như mà để một cái quả đầu layer đẹp, cũng như là để một cái quả đầu chu block side bass đẹp, thì anh em nên để cho mình độ dài tầm 7 cm. Nhớ nhá, 7 cm là đẹp, là độ dài đấy là làm rất là ok. Khi mà ở cái độ dài đấy thì chúng ta có thể là làm được rất là nhiều kiểu tóc. Còn nếu như độ dài ngắn hơn thì bắt buộc là chúng ta sẽ phải dưỡng lại một chút xíu, có nghĩa là nuôi lại tóc ấy. À, nuôi lại tóc đến khi nào nó đủ độ dài cũng như là nó phù hợp thì chúng ta bắt đầu tiến hành để mà làm anh em nhé. Sau khi mà chúng ta gì ạ, chúng ta đã xử lý xong cái phần về cắt rồi thì bắt đầu là chúng ta đi tỉa lại một chút xíu. Thì khi mà chúng ta nâng cái đường khuôn viền này đến, chúng ta lúc bước đầu tiên chúng ta cắt cái phần tốp như thế nào thì khi tỉa anh em sẽ làm như thế giúp mình. Đó, khi tỉa chúng ta làm như thế giúp mình nhé. Mục đích để tỉa là làm gì? Mục đích tỉa này thứ nhất là để đỡ tốn thuốc. Đấy, cứ nói thẳng trắng phau là như thế. Đấy, đối với một người thợ, nhất là nhuộm tóc, nhất là nhuộm tóc anh nhé, nhất là nhuộm tóc ở F-side, thì cái quan tâm đầu tiên đó chính là tỉa bớt nó đi để đỡ tốn thuốc. Nhưng mà tránh đừng có mà tỉa quá nhiều nhé. Đừng có tỉa quá nhiều. Tỉa quá nhiều nó đâm ra dở hơi đấy. Đấy, ví dụ như, hoặc là mình phải căn xem là tóc của khách dày hay là mỏng. Nếu như mà mỏng thì thôi. Đấy, mỏng thì thôi, hoặc là mỏng thì chúng ta tỉa một chút đầu ngọn để tạo cái hiệu ứng texture, hiệu ứng ngọn tóc cho nó phù hợp nhá. Còn nếu như mà tóc dày thì cứ tỉa bình thường thôi nhá. Đấy, tỉa ngang, tỉa dọc. Tỉa dọc để làm gì? Tỉa dọc để hiện là chúng ta khi mà vuốt lên thì chúng ta sẽ có cái hiệu ứng bên chiều ngang. Đấy. Nghĩa là sao? Cái này nó hơi trừu tượng một chút. Khi mà chúng ta tỉa dọc ấy thì cái người mà người ta nhìn từ bề ngang ấy thì nó có cái hiệu ứng, có cái lọn tóc nó rất là đẹp. Khi mà chúng ta tỉa cái mảng ngang thì làm sao ạ? Thì chúng ta lúc mà chúng ta nhìn dọc ấy thì nó lại có cái hiệu ứng của cái chiều dọc nó rất là đẹp. Đấy, nghĩa chiều dọc là sao? Chiều dọc là chúng ta nhìn thẳng chính diện vào mặt của khách hàng ấy. Đấy, nó tạo ra cái hiệu ứng đẹp. Đó.
Rồi đến cái công đoạn tiếp theo, đến công đoạn tiếp theo của cái quy trình cắt uốn ép sai đầu lai ư ấy thì nó là uốn tóc. Uốn tóc đầu lai ư thì nó vô cùng đơn giản thôi, chỉ cần chia ba lô cho mình, à quên, chia cho mình ba đường chính. Đó là hai đường hai bên sai, đó là cái lớp mà tiếp giáp, nghĩa là liên kết với lại cái phần sai chúng ta đã ép xuống ấy, và cái một cái phần trung tâm. Phần trung tâm lúc nào nó cũng là nhiều tóc nhất anh em nhé. Lúc nào phần trung tâm cũng là nhiều tóc nhất. Đó. Thì hai bên sai anh em cứ làm cái phương pháp này cho mình. Đó. Nó vừa cụp tự nhiên mà nó rất là đẹp. Nhìn nó liên kết với lại cái phần sai ngay. Còn nếu như anh em mà uốn bằng lô ấy thì tí nữa nó phồng, nó xù ra nhìn như là một cái quả bí ngô trên đầu ấy. Đấy, nó cảm giác nó cong cong như quả bí ngô thề luôn. À, trước mình rất là hay uốn kiểu như uốn lô xung quanh những cái phần sai ít này này. Đấy, những hai cái bên sai ít này này. Đấy, trước mình hay dùng lô, nhưng mà sau khi mình biết đến cái kỹ thuật này và làm nhiều kỹ thuật này thì mình đã bỏ hẳn cái kiểu lô kia đi và mình làm kiểu này. Nếu mà làm kiểu này uốn tóc ấy, nếu mà anh em uốn một quả đầu lai ư này nó chỉ rơi vào tầm 10 phút anh em nhé. Thì xung quanh ấy chúng ta sẽ mất đi tầm 10 cái kẹp như thế kia. Và ở phần trên đỉnh đầu thì chúng ta làm sao ạ? Phần trên đỉnh đầu chúng ta chỉ cần 5 lô. Đúng 5 lô là xong phim. Tổng cộng là bao nhiêu? Tổng cộng là 15 lô. 15 lô uốn rất là nhanh. Nếu như anh em nào chưa thạo thì cố gắng là làm trong 20 phút. Có anh em nào thạo rồi thì giới hạn bản thân mình trong vòng 15 phút là phải xong. Đấy, 15 phút là cao nhất em nhé. Bởi vì mùa đông đã đến rồi, đúng không? Mùa đông đến rồi thì bắt đầu là cái mùa của người thợ cắt tóc. Đó, không tính trường hợp ví dụ như mà những cái khu vực mà bị Covid và không được làm em nhé. Đó, còn đâu thì đến cái vụ mùa bắt đầu vào cái vụ mùa được cắt tóc rồi, cắt tóc cắt tai rồi, nên là phải làm nhanh tay lên. Đó, nếu như mà anh em tập cái thói quen cho mình nhanh tay từ bây giờ thì đến Tết anh em sẽ thu hoạch được thành quả. Còn nếu bây giờ mình vẫn cứ ảnh ương, vẫn cứ làm từ từ ấy thì đến Tết là gặp rất nhiều khó khăn anh em nhé. Đó, hết bên này thì uốn sang bên kia đơn giản vậy thôi. À, trong cái thời gian này thì mình đã lập ra một cái group Facebook. Đó, mình lập ra một cái group Facebook thì đó là cái nơi chia sẻ cũng như là giao lưu. Đó, nơi chia sẻ giao lưu. Hầu hết những cái chia sẻ đến từ những cái clip ngắn. Đó, cái bếp của mình nó đặc biệt ở chỗ là mình rất ít chia sẻ bằng cái hình ảnh mà mình sẽ chia sẻ bằng cái clip ngắn. Đó là những cái gì? Đó là những cái clip ngắn về những cái mẹo. Ví dụ như là mẹo xử lý điểm ngấn này, mẹo xử lý điểm lõm này, mẹo xử lý điểm lồi, và cái mẹo cắt cái mái làm sao cho nó đẹp. Đấy, tất cả nó là những cái mẹo đó. Thì mình cũng khuyến khích tất cả những anh em thành viên trong cái group của mình, trong cái group của mình nhé, là đều chia sẻ tất cả những cái gì mà tất cả những anh em ở trong group đấy biết. Đó, tất cả những anh em trong group đấy biết về những cái kỹ năng gì mà mình có thì chia sẻ cho anh em bằng clip ngắn. Đó, bằng clip ngắn và chia sẻ theo hình thức là chỉ cách làm mẹo cũng như là những cái tip hay hoặc là những cái vấp ngã mà những người anh em trước người ta đã làm, để chúng ta có một cái cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn. Ok. Ngoài cái group đấy ra thì mình đã hiện tại thì mình cũng đã làm xong cái khóa học của mình. Đó, cái khóa học rất là chi tiết, nó có cái nội dung liên quan về phết, đấy, phết và các hiệu ứng cũng như là các bài cắt tốp, đấy, các bài cắt tốp ứng dụng cũng như là các cái kiểu uốn thịnh hành. Thì trong đấy thì mình sẽ lý giải chi tiết nhất. Đó, nó bao gồm lý thuyết và thực hành trực tiếp thì nó sẽ chi tiết nhất, thì anh em cũng sẽ dễ hiểu nhất. Đó, khi mà mình làm cái clip đấy thì mình đã mất rất nhiều thời gian cũng như là tâm huyết cho cái clip đấy.
Thế nên là nếu như anh em nào có nhu cầu tham gia cái group, tham gia group Facebook cũng như là có nhu cầu đăng ký cái khóa học online của mình thì vui lòng liên hệ lên số điện thoại trên màn hình. Đấy, liên hệ số điện thoại trên màn hình của mình, hoặc là mình sẽ để đường link trong cái phần bình luận anh em nhé. Anh em cố gắng theo dõi cái phần đấy giúp mình, đường link trong phần bình luận, và nếu như đăng ký khóa học hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình theo cái Zalo của mình. Ok. Đó. Đến cái phần giữa, phần giữa tóc nhiều ấy, phần giữa tóc nhiều thì anh em chơi đúng 5 lô cho mình là xong phim. Đúng chỉ cần 5 lô thôi là xong phim luôn. Cực kỳ đơn giản. Ở phần này ấy, nếu như anh em nào lùn như mình, nếu như anh em nào lùn như mình tầm 1m6 đến 1m62 ấy, thì lùn như mình ấy, thì mình nên dùng một cái ghế mình bắc lên, chả phải gì phải ngại cả. Chả phải gì phải ngại cả. Mình bắc lên xong mình kéo cho nó chuẩn cái góc mà. Kéo cho nó chuẩn cái góc vào. Khi mà chúng ta uốn ấy là kéo cái góc, cố gắng làm sao mà uốn cho nó thật là thẳng cái chân ra. Đấy, cái chân nó phải thẳng anh em nhé. Cái chân nó phải thẳng thì làm sao ạ? Thì cái tóc nó mới đẹp được. Đó. Thì cái tóc nó mới đẹp được. Còn cái chân nó mà không thẳng ấy thì là dở hơi lắm ấy nhá. Cái chân nó mà không thẳng ấy thì đâm ra là cái nó sẽ có sợi, nó sẽ xoăn nhiều, xoăn ít, cũng như là sợi thì chân nó cách ra nhiều, sợi thì chân cách ít. Thế nên là cái lúc mà anh em lấy tia tóc ấy, chú ý giúp mình là phải thật đều tay, cũng như là thật làm sao cho nó chuẩn góc độ, chuẩn từng chi tiết một. Cố gắng lên, mình phải kỹ tính với mình thì mới tạo ra sản phẩm cũng như là tác phẩm đẹp được. Khi mà chúng ta kỹ tính với bản thân chúng ta ấy, thì chúng ta tạo ra tác phẩm đẹp. Khi mà chúng ta tạo ra tác phẩm đẹp thì lập tức nha, tôi nói đây là lập tức, chúng ta sẽ có những vị khách hàng trung thành và người ta sẽ gắn bó với mình. Còn những bạn nào mà làm nhanh ẩu đoạn là phải sửa ngay. Đó, phải sửa ngay nhé. Ok rồi, đây là kết quả nhé. Kết quả sau khi chúng ta làm thì sẽ thu được cái kết quả này. Đó. Ok chưa? Nếu như mà video này hay, cũng như là truyền tải được cho anh em nhiều cái động lực, cũng như là cái anh em biết được thêm những cái cách làm hay từ Mạnh Hùng, thì hãy cho mình xin một comment, một like hoặc là một subscribe kênh để cho mình có động lực mình phát triển nhiều video thú vị hơn nữa anh em nhé. Cảm ơn tất cả anh em đã luôn đồng hành cùng với lại 200 Pro Barbershop. Ok, xin chào tạm biệt.